những ngày đầu xuân, bất kể sáng sớm hay chiều tối, khu di tích lịch sử danh thắng núi Chữ Chan, huyện Xuân Lộc tấp nập những dòng người từ khắp nơi về đây tham quan, hành hương lễ Phật để cầu mong gia đạo bình yên, quốc thái dân an. Từ lâu, núi Chữ Chan nổi tiếng với ngôi chùa hang Bửu Quang Tự, Lâm Sơn Tự, Linh Sơn Tự, cây gia ba gốc một ngọn, ngôi miếu thờ công chúa Ngọc Vạn với nhiều điển tích rất tâm linh. Thì đi đến khu du lịch của mình cũng được nhiều lần rồi. Thì ở đây là không khí nó mát mẻ nè, rồi nhân viên phục vụ cũng là nhiệt tình, thân thiện. Ở đây mỗi năm là đều thấy là trưng bày, rồi đều tạo phong cảnh, rồi mỗi năm đều đổi mới, rất là đẹp cho du khách mình tham quan, chụp ảnh. Đến khu di tích lịch sử danh thắng núi Chữ Chan năm nay, du khách sẽ có thêm nhiều trải nghiệm hấp dẫn. Khách hành hương có thể đi lên chánh điện chùa Bửu Quang bằng lối đi bộ hoặc bằng hệ thống cabin cáp treo. Từ trên cao, du khách có thể chiêm ngưỡng được toàn bộ cảnh đẹp hùng vĩ của núi rừng, cảnh đồng bằng xa xa với mặt hồ núi Le Gia Ui xanh mát, tạo cảm giác bình yên. Đặc biệt, khu du lịch cáp treo năm nay được trang trí rất đẹp, du khách có thể tham quan vườn hoa với nhiều sắc màu rực rỡ. Dạo quanh dòng suối mát nhân tạo uốn lượn quanh những vách đá treo leo. Rồi riêng cái con suối này á thì vốn là một cũng là một cái dòng suối tự nhiên từ ngày xưa nó chảy, nhưng mà chỉ là mùa mưa thì con nước nó mới chảy được. Cho nên là sau đến cái mùa khô thì là không có nước chảy. Cho nên là anh em chúng tôi với lại có một cái sáng kiến, tức là mình khôi phục lại cái suối này, là mình có một cái hồ chứa và mình bơm cho nước nó chảy. Và chúng tôi là mới chính thức là đưa cái suối này vào từ là khoảng đầu tháng 10 vừa rồi thôi. Để nâng cao chất lượng phục vụ cho du khách đến tham quan hành hương trong dịp đầu xuân năm mới, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Xuân Lộc phối hợp cùng ban điều hành khu du lịch cáp treo núi Chứa Chan chỉnh trang toàn bộ quần thể khu di tích, như tu sửa nhiều đoạn đường lên chùa, tổ chức trồng hoa, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống camera an ninh, xử lý triệt để những trường hợp bói toán móc túi, treo kéo khách hành hương. Đến với Xuân Lộc, ngoài khu du lịch cáp treo núi Chứa Chan, du khách có thể kết hợp ghé thăm khu đồi hoa mặt trời, vườn hoa bốn mùa, hồ sen Lan Minh, đợt cam bình lúa. Du khách tham quan trải nghiệm và thưởng thức nhiều món ăn đặc sản của ngành nông nghiệp địa phương. Với nhiều cảnh đẹp hấp dẫn của các khu di tích lịch sử danh thắng, những vườn cây ăn trái quanh năm xanh tươi trù phú và sự nhiệt tình mến khách của người dân, Xuân Lộc chính là địa điểm hấp dẫn để du khách lựa chọn trong dịp du xuân năm nay.